Rồi, ok, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Game Wire của mình, và chúng ta sẽ tiếp tục với con game Kho Báu Truyền Thuyết bên bản chung nha anh em nhé. Ở video ngày hôm trước với cái series Đường Đến Đỉnh Vinh Quang thì mình đã gửi tới anh em trận đấu bán kết 2 diễn ra rất là hấp dẫn giữa hai người chơi là Bo Hancock và người chơi Brock. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bản chung đó, cái cụm server đó, và chúng ta sẽ xem màn thể hiện ấy của Tân Vương của chúng ta tiếp tục là người chơi Ryuma ở trong trận đấu bán kết của bạn ý nha anh em nhé. Trận đấu bán kết của Ryuma thì đối thủ của bạn ý đó chính là người chơi Robin. Đấy, mình cứ gọi theo ảnh đại diện thôi bởi vì tên Trung Quốc. Hiện nay thì đối với người chơi Robin thì anh em có thể thấy là lực chiến so với của người chơi Robin với người chơi Ryuma thì thấp hơn rất là nhiều anh em ạ. 12.871.000 này, 15.856.000 và 11.331.000. Như vậy là đối với người chơi Ryuma của chúng ta thì trong cái mùa giải gần nhất, tức là cái mùa giải hiện là vừa mới diễn ra, thì đang được xếp như vậy là bên server Trung Quốc kiểu như là có sự tính toán để cho các cái đối thủ gặp nhau anh em ạ, và thay đổi cái ngôi vị Tân Vương. Đấy, nếu như có những trận là Ryuma gặp Brock ngay từ những trận tứ kết hoặc trận bán kết thì ở trong cái mùa vừa rồi Ryuma lại không có cơ hội để gặp người chơi Brock anh em ạ. Và đối thủ của chúng ta, người chơi Tân Vương, đó chính là người chơi Ryuma. Với Ryuma thì anh em có thể thấy lực chiến team số 1 bạn ý là 16.167.000, team số 2 là 21.700.000 và team số 3 là 19.704.000. Và xin giới thiệu với anh em là với người chơi Ryuma này nhé, đây anh em để ý cái tên của bạn Ryuma này, nó có một chữ thiên ở vị trí số 2. Thì hiện nay mình sẽ check top server. Hôm trước anh em ạ, hôm trước thì mình check top server thì đối với người chơi Ryuma của chúng ta thì bạn ý đang là lực chiến cao nhất top 1, nhưng mà hiện nay thì khả năng là bạn ý đã tháo rồi. Bạn ý đã tiếp tục lại tháo đội hình ra rồi, và anh em có thể thấy là hiện nay ngôi vị top 1 thì đang rơi vào người chơi là S-Hau. Với người chơi S-Hau, lực chiến của bạn ý hiện nay đang là 22.609.000 anh em ạ. Đấy, nếu anh em có nhu cầu thì ở video tiếp theo mình sẽ review đấy, 3 team top 1 2 3 ở bên server chung. Và đây người chơi Brock của chúng ta này. Đấy, người chơi Brock của chúng ta thì hiện nay bạn ấy đang được chiến là 21.968.000. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu bán kết 1 của chúng ta nhé. Với trận đấu bán kết 1 thì mình sẽ cùng xem cái kết quả nào. Như vậy là với trận đấu bán kết 1 thì mặc dù là team của người chơi Robin của chúng ta với lực chiến thấp hơn, nhưng cũng có những pha ăn miếng trả miếng hết rất là chất lượng. Tuy nhiên là khi gặp phải team chính đấy, của người chơi Ryuma với lực chiến vượt trội hơn đấy, 22 triệu hay là hai mươi mấy triệu đây, 21.700.000 thì không thể đỡ được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu bán kết 1 của người chơi Ryuma để chúng ta có thể thấy sự chênh lệch lực chiến, chênh lệch sức mạnh giữa hai người chơi này. Sau đó chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu chung kết ở trong một video khác nha anh em nhé. Đội hình ra sân của người chơi Ryuma của chúng ta thì vẫn là rất là quen thuộc với anh em thôi, ở trong team số 1 với một em tướng là tanh là Saibok Kuma đang ở vị trí hàng đầu. Với Saibok Kuma thì hiện nay ở bên server Việt Nam tuần này chưa mua hạn giờ u giờ trở lại thì cũng đang cho em tướng Saibok Kuma. Tiếp theo nữa, ba em tướng sát thương trong team của Ryuma thì anh em có thể thấy bạn ý vẫn đang sử dụng này Jinbei với khả năng ulti 3 lần, San tóc đỏ cũng có khả năng ulti 3 lần. Tiếp theo nữa chúng ta có em tướng Onilau là một em tướng mới nhất, UR mới nhất, mới ra bên server Việt Nam. Và cuối cùng là em tướng siêu búp Wanomaco. Về phía đối diện team của người chơi Robin, ở trong team số 1 thì bạn ý đang sử dụng một em tướng tanh đó chính là Đô Đốc Bỏ Lục, cùng với đó là hai em tướng sát thương dâu trắng UR Onizoro và hai em tướng búp là Marco và em tướng Sephi. Đây sẽ là những cái nhân tố để làm cho các em tướng trong team của người chơi Robin có thể trâu hơn một chút, đặc biệt là có thể giữ lại mạng sống đó cho em tướng Onizoro, để xem Onizoro của chúng ta có làm nên trò trống gì hay không nhé. Bây giờ anh em đang được chứng kiến đấy, các pha ulti đến từ vị trí của Marco, và đây chào mừng đấy, em tướng Onizoro xả pha ulti đầu tiên với 25.845.000 sát thương anh em ạ. Như vậy là với một pha ulti vừa rồi, tuy nhiên lực lượng sát thương gây ra là khoảng trên 25 triệu, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là lực chiến của hai team thì chênh nhau khoảng 5 triệu cơ. Nên đấy, vừa rồi một pha ulti mình thấy là rất là thấm đến từ vị trí của Onizoro rồi, khi mà hai team chênh nhau khoảng 5 triệu lực chiến anh em ạ. Tuy nhiên đấy, anh em thấy chưa, Jinbei của chúng ta với 3 pha ulti liên tục, nếu như ở trong pha ulti đầu tiên nó ulti được khoảng 8 triệu thì trong pha ulti thứ hai thì Jinbei của chúng ta đã xả được lượng sát thương khoảng 28 triệu sát thương nhanh anh em nhé, và tiếp tục ulti lần 3 khoảng 6 triệu. Như vậy là tổng để anh em có thể thấy là khoảng rơi vào khoảng 40 triệu sát thương đến từ 3 đòn ulti của em tướng Jinbei của chúng ta. Đây là một trong những em tướng đam mà mình đánh giá là nếu như những anh em nào đam mê dòng hải tặc anh em ạ, thì anh em hãy chơi em tướng Jinbei này.
Đây là một em tướng anh em cần bui với tỷ lệ SP là ít nhất là 2244 anh em ạ, tức là SP 12 thì con tướng Jinbei của anh em mới phát huy được tất cả các cái tác dụng của nó trong cái đòn đánh ulti và trong cái nội tại kỹ năng 4 của nó, để ở ngay trong turn 2 nó có khả năng nó ulti 3 lần liên tục anh em ạ. Jin đây là một em tướng đam rất là chất lượng, tuy nhiên là anh em cũng phải nghiên cứu, bởi vì theo thứ tự ra tướng thì tới đây tuần tới Việt bên server Việt Nam nếu không gì thay đổi sẽ ra truyền kỳ dâu trắng UR, sau đó chúng ta sẽ có sự xuất hiện của Oni Jinbei, sau Oni Jinbei tiếp tục chúng ta sẽ có sự xuất hiện của em tướng là Senoku UR và chúng ta sẽ chào đón phiên bản Oni Zoro. Nên là anh em hoàn toàn nhớ, với anh em nào đam mê dòng hải tặc mà anh em có khoảng 500 đến 500 nơi vé, anh em chắc chắn sẽ không thể ăn được em tướng Oni Zoro 11 sao, thì nếu như anh em lấy Jinbei thì cũng là một cái hướng đam rất là hay cho anh em, bởi vì trước khi ra em tướng Oni Zoro thì cách nhau chỉ khoảng là 3 tuần thôi, 3 tuần đến 4 tuần là ra em tướng Jinbei ra, sau đó 3 đến 4 tuần sau thì ra em tướng Oni Zoro, thì mình nghĩ đây sẽ là một cái cơ hội để cho những anh em nào mà xác định là có ít vé, tầm 500 đến 550 vé, anh em có thể lấy trọn vẹn em tướng Jinbei với 11 sao được. Đấy, khi mà cắt top người ta sẽ tích trữ vé để người ta lấy em tướng Oni Zoro, thì đây cũng là một em tướng mà mình nghĩ là rất là đáng chơi cho anh em. Hiện nay anh em có thể nhìn thấy trên đầu Jinbei càng đánh về sau thì nó lại càng được tăng các chỉ số rất là nhiều, đặc biệt như hiện nay Jinbei của chúng ta thì đang được tích được 20 cái tầng ấn tăng công, và mỗi tầng ấn tăng công này nó sẽ tăng vĩnh viễn cho em tướng Jinbei của chúng ta là 2%. Như vậy Jinbei ở đây nó đã được tăng là tổng là 40% sức tấn công rồi, kéo dài đến cuối trận, và tối đa của nó là sẽ tích trữ là 30 tầng, như vậy là tăng tối đa là 60% công anh em ạ. Càng về sau thì Jinbei của chúng ta sẽ càng khỏe, 12.331.000, và với số lượng tướng trong team đối thủ chỉ còn 2 anh em thôi. Ok anh em ơi, như vậy là 6.9 triệu và đã kết thúc rồi trong trận đánh đầu tiên, thì anh em có thể thấy là team của Ryuma còn 3 em tướng nữa. Saibak Puma, San Tóc Đỏ và em tướng Oni Jinbei của chúng ta. Bây giờ anh em sẽ cùng chào đón team chính của người chơi Robin của chúng ta. Với team chính của Robin thì anh em thấy đang có sự xuất hiện của hai em tướng tanh. Đó chính là em tướng tanh Bergy, em tướng tanh Luffy Zephyr, cùng với đó là ba em tướng sát thương luôn. Bạn ấy không thèm chơi búp luôn anh em ạ. Đấy, bao gồm là Goldie Roger full SP 16 này, Rayleigh và em tướng Robin đều full SP 16. Đây sẽ là pha chém đầu tiên với chiêu thần tị của Roger với 22.600.000 anh em ạ, 660.000. Anh em thấy là một sức mạnh rất là vượt trội đến từ vị trí của Goldie Roger full SP 16 của chúng ta. Bây giờ thì anh em sẽ cùng đến với team chính. Hai team chính này thì lực chiến chênh nhau khoảng 5 triệu, hơn 5 triệu lực chiến anh em ạ. Lên. Đấy, nên chúng ta sẽ thấy được, mình nghĩ là sẽ thấy được những cái pha xả các cái đòn tấn công ulti cực kỳ là chất lượng luôn. Vừa rồi thì Rayleigh khi mà thực hiện đòn đánh ulti thì gần như là như gãi ngứa vào vị trí của em tướng tanh Bergy. Đấy, trong team của người chơi Ryuma cũng hiểu thôi, bởi vì đây là lực chiến nó chênh nhau quá là nhiều rồi anh em ạ. Bây giờ ở trong turn 1, các em tướng trong team của Robin thì đang bắt đầu xả các cái đòn ulti của mình, vẫn duy trì gọi là kèm theo hồi chiêu từ trận đấu thứ trước đến trận đấu này. Bây giờ chúng ta đang thấy pha ulti của Nico Robin đây với bao nhiêu đây, như vậy là nổ đam được 6.350.000, và mình thấy ở bên server Việt Nam thì hiện nay rất là nhiều người chơi top đang ưa chuộng em tướng Robin với khả năng là phản kích bằng đòn tấn công ulti khi mà full SP 16 3 lần trong một trận anh em ạ. Các bạn ấy bùi đam bạo rất là cao luôn. Còn đây là pha xoáy nào, một pha ulti thay đổi gọi là skill đến từ vị trí của em tướng Luffy Zephyr phiên bản Slackman của chúng ta, nhìn trông rất là đẹp luôn anh em ơi, đổi mới rất là nhiều luôn. 11.904.000 đòn ulti đầu tiên đến từ Captain A và tiếp tục liên kích, lần này sẽ cao hơn, mình nghĩ sẽ cao hơn, như vậy lần này là 18.002.000. Và anh em có thể thấy là những anh em nào mà theo dõi kênh của mình rất là nhiều, đây anh em ơi, vừa rồi thì là một pha phản kích bằng đòn đánh ăn clone fire với 24 triệu sát thương, và chính bản thân Captain A của chúng ta vừa rồi có một pha ném cầu lửa đấy vào vị trí của em tướng Goldie Roger, và Roger của chúng ta đã phải mất cái mạng đầu tiên của nó rồi, và nó đã phải hồi sinh ngay lập tức rồi anh em ạ. Tức là nếu như những anh em nào thường xuyên theo dõi kênh của mình review và các trận đấu thì mình vẫn rất hay để ý và vẫn rất hay nói đến em tướng Captain A của chúng ta, với khả năng là sau khi thực hiện đòn đánh ulti thì nó sẽ búp cái bonus attack, dấu ấn búp bonus attack cho các em tướng thuộc hàng sau. Và nếu như mình để ý kỹ thì hiện nay, nếu như để ý kỹ thì không chỉ có hàng sau anh em ạ, mà có cả dấu bonus attack đến cho vị trí của em tướng Tony Totti Chopper và Sanji của chúng ta, và pha này chắc chắn Sanji sẽ có một pha nổ đam rất là tốt luôn, 20.925.000 anh em ạ. Đây mình sẽ
để xem xong pha này đã anh em ạ. Nếu mình nhớ không nhầm thì cái dấu bonus attack này nó sẽ chỉ duy trì một hiệp thôi. Chúng ta sẽ cùng xem sang turn số 2 thì nó có biến mất hay không nhé. Và không biết là liệu có em tướng nào buff bonus attack cho các em tướng nữa hay không. Mà hiện nay ở trên đầu Tony Chopper của chúng ta thì đang có hai cái dấu ấn mũi tên bonus attack rồi. Như vậy là Sanji của chúng ta đã biến mất rồi. Như vậy thì hình như là sẽ có một em tướng nữa buff cái dấu ấn bonus attack cho các em tướng. Và khả năng là em tướng Sanji, có khi là em tướng Sanji là em tướng buff bonus attack anh em ạ. Rất ok luôn. Như vậy là với cái khả năng chênh lệch về lực chiến rất là cao đến từ vị trí của người chơi Ryuma thì chúng ta có thể thấy là rất là dễ dàng cho team của Ryuma có thể là cái team chính càn quét team số 2 của người chơi Nico Robin của chúng ta anh em ạ. Rất là đáng tiếc cho Nico Robin là ở mùa này thì xếp cặp vào trận đấu bán kết. Đấy, may mắn vào đến bán kết thì lại xếp cặp với người chơi Ryuma của chúng ta. Nhưng cũng phải thôi, bởi vì là nếu như Robin mà tiếp tục lại xếp sang đối thủ là người chơi Brock hoặc là xếp sang đối thủ là người chơi Bohankook của chúng ta thì cũng chắc chắn cũng sẽ có một kết quả tương tự như vậy thôi. Và nhà phát hành thì bên server chung thì chắc là muốn diễn ra một trận đấu chung kết và ưu ái với người chơi Ryuma anh em ơi. Ok, như vậy là team số 2 cũng đồng thời là team chính của người chơi Ryuma đã lên đường rồi. Và bây giờ anh em sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng giữa team chính của Ryuma và team phụ số 3 của người chơi Nico Robin. Với team phụ số 3 của Nico Robin thì chắc chắn chỉ cần các em tướng đấy, trong team của Ryuma thực hiện các đòn đánh ulti thôi thì sẽ giải quyết được cả 5 em tướng thôi. Nhưng bước vào trận đấu này thì các em tướng trong team của Ryuma thì đang sử dụng đòn tấn công thường. Đấy, do vậy là sẽ chưa thể kết thúc trong turn 1 được và có thể là sẽ phải kết thúc trong turn số 3 hoặc turn số 4 khi mà các em tướng thực hiện đòn tấn công ulti nhé anh em nhé. Ở video sau anh em hãy nhớ theo dõi kênh của mình để mình gửi tới anh em trận đấu chung kết giữa người chơi Ryuma và người chơi Bohankook của chúng ta để thấy cái màn PK thật sự rất là mãn nhãn giữa hai người chơi này, đặc biệt đó chính là phiên bản Captain Lay của chúng ta anh em ạ, với những cái pha đảm bảo và những pha cân tìm thì cực kỳ là đẳng cấp luôn nha anh em nhé. Rất là ok và rất là chất lượng luôn đến từ phiên bản Captain Lay. Và bên server Việt Nam thì với thứ tự mạch tướng hiện nay anh em nhé, anh em hãy để ý là mạch tướng truyền kỳ hiện nay ra em tướng là dâu trắng UR thì sau phiên bản dâu trắng UR thì anh em sẽ cùng chào đón phiên bản là san tóc đỏ UR, và sau san tóc đỏ UR thì sẽ đến phiên bản Captain Lay. Đây là những em tướng rất là chất lượng nên là anh em phải căn cứ nhé. Nếu như những anh em nào mà xác định lấy Onizoro ngay từ tuần đầu tiên thì mình nghĩ khá là khó để anh em có thể tiếp tục tích vé để lấy được em tướng Captain Lay. Nếu nông dân và dân cày đấy, còn các người chơi VIP thì chắc chắn là các bạn ấy thì thích lấy em nào thì lấy rồi, cái đó thì chúng ta sẽ không bàn cãi gì về với các người chơi VIP được anh em ạ. Ok, như vậy là Tony Chopper vừa rồi với một pha ulti hồi 14 triệu máu và lượng sát thương gây ra đã tiễn dầu trả UR lên đường, Kaido của chúng ta lên đường rồi. Trong trận đấu đầu tiên anh em thấy chưa, Jinbei UR của chúng ta với 6 tơn 85.836.000 MBV. Như vậy là trung bình mỗi một tơn Jinbei của chúng ta gây ra được khoảng là 14 triệu sát thương nha anh em nhé. Ở trong trận đấu số 2, Goldie Roger của chúng ta với chỉ 2 tơn thôi, một pha ulti và một pha thực hiện đòn tấn công kỹ năng 1 đã gây ra lượng sát thương là 50.550.000 sát thương. Ở trận đấu số 3, Captain Lay với 4 tơn là 100 triệu, như vậy là trung bình là 25 triệu sát thương ở một đòn và một tơn. Và chúng ta thấy là trong trận đấu số 3 tiếp tục là Captain Lay với 32.871.000 sát thương MBV. Mình sẽ check cho anh em một chút trận đấu chung kết để anh em có thể thấy là Captain Lay của chúng ta làm được gì nhé. Và ở trong video sau thì mình sẽ review cho anh em trận đấu diễn ra giữa Ryuma và người chơi Bohankook của chúng ta nhé. Đâu rồi, mãi chưa check được anh em ạ. Nói chung là những cái trận đấu đỉnh cao ấy cần phải loát rất là lâu anh em ạ. Nào, vào đi. Hay là mạng của mình đang đơ không biết anh em ạ. Đấy, đúng như vậy là mạng nó đang hơi kém một chút anh em ạ. Để mình xem, nếu không check được thì khả năng sẽ phải check cho anh em ở trong cái video tiếp theo thôi. Ok, như vậy là mất mạng rồi. Những anh em nào đang chơi ở bên server chung thì thỉnh thoảng sẽ diễn ra cái hoạt động mất mạng đây. Và anh em có thể thấy là sơ sơ ở ngay cuối video lúc đang loát thì anh em có thể thấy là trong trận đấu giữa Ryuma và người chơi Bohankook thì có một tỷ số hòa đến từ trận đấu đầu tiên của cả hai người chơi. Và trong trận đấu số 2 và số 3 thì team chính của người chơi Ryuma đã dọn dẹp cả hai team của người chơi Bohankook rồi anh em ạ. Nào, có check được không? Đây anh em ơi. Như vậy là ở trong trận đấu đầu tiên giữa team
một của hai người chơi thì chúng ta thấy là qua 15 turn thì Sanji của chúng ta không thể tiêu diệt được em tướng Wanamako. Ở trận đấu số 2 anh em thấy là với 180 triệu sát thương đến từ vị trí của em tướng Captain A, và ở trong trận đấu số 3 tiếp tục là 190 triệu sát thương. Anh em có thể thấy là 5 turn và 6 turn thôi đã gây ra được lượng sát thương như thế này. Như vậy là tổng là trung bình ví dụ như ở trận đấu số 2 này là 30 triệu sát thương ở trong một turn này, tiếp tục ở trận đấu tiếp theo thì bạn ấy là gây ra được lượng sát thương là 190 triệu trong 5 tơn. Như vậy là trung bình là gần 40 triệu sát thương anh em ạ. Gần 40 triệu sát thương MBV. Đây rồi. Đây là hình như hôm nọ mình định gửi tới anh em cái trận đấu này này anh em ạ. Có phải không? Không phải anh em ơi. Ui hồi hồi. 140 triệu sát thương trong 2 tơn này anh em thấy Captain đây chất lượng chưa? Rồi ok anh em ơi. Như vậy video ngày hôm nay mình đã gửi tới anh em trận đấu bán kết 1 giữa Ryuma và Bo Hancock của chúng ta anh em nhé. Anh em hãy cùng chờ đón trận đấu chung kết đến từ trên kênh của mình nha anh em nhé. Mình hiện nay thì khá là bận nên là chỉ có thể là tranh thủ thời gian cuối tuần để lựa chọn các video hay và video hấp dẫn để review và gửi tới anh em. Đăng gọi là cách ngày một chút để anh em có những cái video để anh em theo dõi và quan sát và tránh để quên kênh mình anh em ạ. Rồi ok, xin chào anh em nhé.